Các bạn nghe và chào các bạn đến với mình là Tết đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái video mới. Trước khi bắt đầu đây này, các bạn nhớ like, share và subscribe nha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game, đó là tựa game Roblox. Let's go thôi mọi người. Mình sẽ quay khoảng mười mấy hai chục tập mọi người. Chắc cũng khoảng hai ba tập gì à. Chúng ta sẽ chơi Roblox thảm họa zombie mọi người. Vô thôi. Cái ạc này mình tạo mấy tháng trước rồi. Mình tạo sẵn để mình tới giờ mình mới quay được. Tại bận cho nên không quay được nha mọi người. Mong mọi người thông cảm cho tính nha. Đây. Vô thôi. Mình sẽ không nói gì nữa nghe mọi người. Vô tải gì không biết nữa. Tắt đi. Cái này cái bình thường đi. Cái bình thường. Đồ mới đây 1 phút. Có vẻ như nó lắc lắc. What, có Spider-Man nè mọi người. Có thằng tên là Spider-Man nè. Chơi luôn. Coi. Gì vậy? Có zombie không à? Chuẩn bị có zombie mọi người ơi. Vào bị zombie âm Covid vòng 19. Game này mình chơi cũng được vài tháng vài ngày gì rồi. Trời ơi con zombie kìa. Ơi đi để. Ơi trời tưởng zombie. Ui 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 ui. Cái méo gì vậy? Ui. Shit. Đúng như bị vậy. Ui. Mày. 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 Mình dùng súng phóng lựu mình bắn nó luôn. Này. Ôi giời. 136 hit. Mày. Sửa chữa. Một ngàn điểm. Sửa. Gì nhiều vậy? Trời ơi. Nhiều vậy? Cứu tôi. Súng lục rồi, súng mạnh nhất. Đầu chạy cắm đầu à. Trời đúng luôn. Chạy cắm đầu, chạy cắm đầu thôi. Được đâu.
Mày. Trời ơi! Ôi. Ok mẹ. Đó mọi người nghe tiếng chưa? Tôi bật tiếng lên chút xíu để tôi nghe. Một tiếng nhỏ là sao vậy? Bật mắt đi. Lần này tôi sẽ không nói chuyện nữa, tôi sẽ cầm. Tiến lại vòng 20, vòng 20. Ủa gì nó chết nghẻ rồi, ăn nó chạy. Ui dồi, kiếp cái nó nổ luôn. Nổi nó tuyệt vời luôn. Trời ơi, con quỷ gì vậy? Những bò nó chạy nhanh lắm. Gột của mình luôn kìa. Đâu bắt được em, đâu bắt được em. Không biết được chó, đâu bắt được em. Đâu bắt được em, không bắt được chó. Đâu bắt được em, đâu bắt được em, không bắt được chó. Chữ một đống luôn. Súng sáu nòng.
chạy. Cứu cứu à, à. Cấp đâu trời. Trời ơi, con quỷ đi dài quá. Đúng như mình sao mình giống như mình dụ người ta trời. Ôi trời ơi. Súng lựu đạn. Phóng lựu. Phóng lựu. Chết. Bố 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 bố. Chạy chạy đuôi chạy. Đi vô. Bên đây đi. Yeah, thay đổi bắt đầu rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Ngày mai mình sẽ là quay phim đi đám giỗ cho mọi người xem nha. Nó sẽ có tập mọi người. Tại vì mình không muốn làm dài được. Bye mọi người nha, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye.